Mới mưa xong bà không cưới à? Xanh ớt giấm luôn. Em cho muối à? Dạ vâng. Cho nhá, cho hết này. À, hôm nay đi nào đến anh có mày đâu? Ờ, không nhạc. Thế á? Thầy đều nguyên tỏa con vật hài lắm. Hài lắm. Mẹ thấy con cứ cười suốt rồi. Thế hôm nay thầy chấm cho con được mấy sao? 3 sao. Làm 3 sao hết à? Dạ. Ôi, giỏi thế. Thế kìa. Ừ, đúng rồi. Chicken kìa. Bữa ăn nói tiếng Anh ấy. Ba con lấy bún bạc nhá. Thịt đây. Ăn gì? Ăn ngon chưa? Ngon là tiếng lắm. Ăn đâu là ngon quá. Áo bà ngon đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.